Gặp lại mi sói Tám năm trước, Đào Thị Thu Hương ở phố Bạch Mai, Hà Nội được biết đến với cái tên mi sói trong vụ hiếp dâm trẻ em cướp tài sản gây xôn xao dư luận. 24 tuổi, cái tuổi đủ độ chính cho một người phụ nữ để tính toán chuyện tương lai sau những bầm dập vấp ngã. Gặp tôi ở trại giam, Hương chia sẻ về những dự định tương lai của mình. Lần đầu tôi gặp Mi Sói khi cô bé bị bắt, tạm giữ ở công an quận Đống Đa Hà Nội. Lúc đó, Mi Sói đã bị tạm giữ 3 ngày. Tóc cắt ngắn nhuộm vàng hoe, mắt quần thâm, làn da xanh xao, Mi liếc tôi bằng ánh nhìn mệt mỏi. Cái vẻ ngây thơ của tuổi 14 không còn nữa với ánh mắt trợn trạo, với vẻ bất cần. Tuy nhiên, đứa trẻ trong mi thực sự được đánh thức khi tôi nói về gia đình, về con đường dẫn mi đến những vết trượt dài. My trải lòng về những bất hạnh của mình. Đó là những tháng ngày đằng đẵng khi không được ai quan tâm bởi bố mẹ bỏ nhau từ lúc cô mới sinh ra. My ở với ông bà nội. Biến cố lớn nhất vào năm My 12 tuổi thì ông bà đều mất nên My bỏ học, chơi bời thâu đêm suốt sáng cho quên sự đời. Con tự coi mình là đứa trẻ lạc loài phải bằng mọi cách để tự làm chủ đời mình nhất thiết còn phải xù lông lên thì mới tồn tại được. My cho biết Cả cái tên mi sói cũng chính cô tự đặt cho mình Cũng là sự xù lông Dương vuốt lấy le với những kẻ bụi đời lâu năm Lúc đó mi giận bố, giận mẹ Vì cho rằng Chính sự không quan tâm của họ Mới đẩy mình vào con đường tội lỗi Dù bố là người cho tiền đóng học phí Nhưng nói thật Là con không biết bố làm nghề gì Thỉnh thoảng gặp mẹ Con chỉ biết mẹ sinh sống bằng nghề cờ bạc Mẹ muốn con về ở cùng Mẹ từng đi tìm con từng khóc lóc Rồi chán trường Mẹ không đi tìm nữa Con cũng chẳng muốn về Vì mẹ còn có bố dượng, có em Ba năm sau Khi My đã yên vị với bản án 12 năm tù Tại trại giam số 5 Tôi gặp lại My Vẫn mái tóc ngắn, vẫn vẻ tinh nghịch Nhưng My đã trưởng thành hơn rất nhiều Không còn hận bố mẹ Vì những đổ vỡ của họ nữa My trải lòng về cuộc sống trong trại giam Đó là những ngày đằng đẳng xa gia đình đối mặt với thực tế khắc nghiệt là sự yêu thương quan tâm của các cán bộ quản giáo dành cho là những lần ốm sốt là những mong ước những buồn phiền khi nghĩ về tương lai sau này nhiều lúc con buồn lắm cô ạ à. bố với dì thi thoảng vào thăm cho tiền con mẹ cũng đến thăm nhưng sao con vẫn thấy họ xa cách quá giờ con không giận họ nữa con hiểu ra rồi bố mẹ cũng phải có cuộc sống của bố mẹ nhắc đến người yêu Trịnh Thăng Long Đối tượng trong vụ án My bảo Với con anh ấy chả còn liên hệ gì Hình như anh ấy đang ở trại số 6 Con cũng không quan tâm nữa Vì giờ mỗi đứa một phận thế này Đã biết sau này thế nào đâu Lúc mới nhận khám My sói tỏ thái độ nhân nhơn Trơ trẻn Cười nói thản nhiên Xem như mọi việc chẳng có gì nghiêm trọng My sói chỉ đau khổ và chết lặng Khi biết người yêu của mình khai nhận với cơ quan điều tra Long chỉ trực tiếp hiếp dâm một trong số ba nạn nhân chúng bắt cóc được Lúc đó mì sói đã khóc rất nhiều gần như suy sụp hoàn toàn Sau ba năm ở trại My trở nên già dặn, cứng cáp hơn rất nhiều so với tuổi 17 của My bởi ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này My đã trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời Thiếu nữ 17 tuổi hồ hởi trở lại khi nhắc đến những chuyện vui vẻ trong trại giam như được cán bộ quan tâm, được học, được tham gia văn nghệ. Hôm nọ cô Huyền, cán bộ quản giáo, cho con mấy thứ con thích nên con vui lắm. Con còn vị thành niên nên chủ yếu là đi học thôi, chứ không phải làm nhiều. Các cán bộ bảo, con học làm mi mắt, sau này về, còn có việc mà làm, mi cho biết. Lần này sau 5 năm nữa, tôi lại gặp mi khi cô đang thi hành án tại trại giam Thanh Phong, sở dĩ mi chuyển trại vì theo quy định mới thì tất cả các phạm nhân vị thành niên trên địa bàn đều được đưa về trại giam thanh phong để quản lý giáo dục thấy tôi mi ngạc nhiên hỏi sao cô đi trại nhiều thế rồi cả tôi mi cả cán bộ quản giáo cười ngất với câu nói hồn nhiên nhưng rất thật của mi ừ cô đi trại nhiều để xem mi thay đổi thế nào chứ tôi bảo mi hồ hởi cô thấy cháu thế nào khác không? Quả thật, nếu gặp ở ngoài đời, chắc tôi không thể nhận ra đứa trẻ 14 tuổi có mái tóc ngắn vàng hoa với mặt bất cần nằm đó. Giờ đã thành một cô gái tóc dài, miệng cười, mắt cười như cô gái đang đứng trước mặt tôi. mi khoe, cháu biên chế chính thức vào đội văn nghệ rồi nhé. Chúng cháu đang gấp rút tập để biểu diễn kỷ niệm 40 năm thành lập trại cô ạ. À. Tí cô lên hội trường xem chúng cháu đi. Quả thật, dù không được học hành bài bản Nhưng mi múa khá đẹp Đôi chân nhỏ chạy lướt trên sân khấu Không khác các vũ công ba lê Sau màn trình diễn mi hồ hởi Cô thấy cháu múa có đẹp không Cháu tập mãi đấy Nhìn đôi tay mỏng mảnh của mi Tôi chợt nghĩ về quá khứ Đôi tay này nếu không bị bắt Không được dừng lại đúng lúc Chắc chắn nó sẽ làm những việc nghiêm trọng Có thể tày trời khác Việc bị bắt và những tháng ngày trong trại giam chắc chắn là sự may mắn của mi bởi có như thế mi mới dừng lại đúng lúc mới không tiếp tục trượt dài thấy tôi trầm ngâm mi nhắc cô cháu từ trang điểm này xin không tôi cười xin nhưng già lắm mới hơn 20 tuổi mà mi bảo hôm sau cháu đánh son nhạc cho trẻ nhé hôm sau cô vào xem cháu biểu diễn thật nhé cứ lên sân khấu là cháu nhảy hết mình vui lắm cô ạ à rồi mi kể sau khi được chuyển từ trại giam số 5 về đây lúc đầu lạ nước lạ cái mi cũng lo lắng bồn chồn lắm các cán bộ thân thiện thương cháu nên cháu hòa nhập cũng nhanh giờ cháu ở đội văn nghệ nên khi nào có chương trình thì chủ yếu đi tập đi biểu diễn nếu không thì cháu vẫn làm ở đội thủ công nói chung công việc phù hợp với cháu các phạm nhân khác khi biết hoàn cảnh của cháu cũng thương hay giúp đỡ cô ạ à nghe tôi hỏi chuyện gia đình giọng mi chợt trùng xuống khi nhắc đến bố bố con bị ung thư mới mất rồi cô ạ à. bố con mới 56 tuổi thôi rồi mi cúi xuống gạt nước mắt con hiểu nhầm bố cô ạ à. dù bố không nói ra dù bố quá nghiêm khắc nhưng bố thương con lắm lúc nào cũng quan tâm đến con bố bị bệnh nhưng giấu con cô ơi giá như con hiểu bố hơn con biết suy nghĩ hơn Chắc chắn con sẽ không thế Mi nức nở Nhắc đến mẹ Mi kể Sau khi bố ốm Thì mẹ là người gửi tiền lưu ký Nhưng mẹ rất ít khi đến thăm Cháu cũng chả trách mẹ đâu cô ạ à. Mẹ ba đời chồng rồi Còn các em nữa Nói về 7 triệu đồng hình phạt bổ sung trong vụ án Tôi bảo mi Hay mẹ khó khăn quá không nộp được Hay cháu làm đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn Bố mất mẹ không có kinh tế để xin miễn mi cúi đầu con cũng chả biết nữa con không có hộ khẩu với lại không ai đi xác nhận cho con con chỉ mong mẹ tha thứ cho con mong con được giảm án để làm lại cuộc đời trời mi kể dự định của mình sau khi ra tù cô sẽ học cắt tóc gội đầu hoặc trang điểm cô dâu con chỉ cần có cuộc sống bình yên con sợ làm anh làm chị lắm rồi về nhà tôi tìm cách liên hệ với mẹ đẻ của mi nhưng dường như chị không muốn gặp nhớ câu nói của các cán bộ quản giáo mi nó cải tạo tốt lắm nhưng không được giảm án sợ cháu nó nản hơn nữa sẽ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời của cháu nên tôi kiên trì gọi điện đề nghị được gặp mẹ của mi để tìm giải pháp giúp mi thậm chí tôi đề nghị nếu chị bận có thể cho phép tôi và bạn bè được giúp đỡ nộp cho mi số tiền trên để cháu được giảm án nhưng chị từ chối hẹn sẽ gặp sau và cuộc hẹn đó đã nhiều tháng nhiều lần nhưng tôi chưa gặp được hy vọng sau bài báo này biết đâu mẹ của mi sẽ nghĩ lại và có cách giúp đỡ cô con cái lớn của mình thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào